Xin chào bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ quay lại trại nhà anh Cường ở Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội để thăm lại cái đàn trâu vô béo của nhà anh. Thì chia sẻ với bác là đàn trâu này á, tôi cũng đã review với các bác một lần rồi. Trại này cũng vừa mới xây dựng các bác, được vài tháng thôi, nhưng mà tuy nhiên tôi thấy là cũng rất là hợp lý. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bác về cái cách thiết kế chuồng của nhà anh nha các bác. Thứ nhất là tổng cái diện tích của cái chuồng này á, rơi vào tầm khoảng hơn 500m² các bạn. Và chia sẻ bác là tôi rất thích cái cách thiết kế của nhà anh như thế này, bởi vì là sẽ làm cho công nhân rất là nhàn. Bởi vì là cái đường giữa này, chia sẻ bác là mình làm nó cũng rất là hợp lý. Bởi vì là nhiều trại á, cái đường đi ở giữa, nhưng mà đường đi ở giữa lại thấp hơn cái máng. Chính vì vậy là mình chăm sóc nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với lại cái cách mình thiết kế mà cái đường đi cao hơn cái miệng máng như thế này. Thì cao hơn miệng máng như thế này á, sẽ có tác dụng đó là khi chúng ta chăm sóc á, thì giả sử như mình đổ thức ăn chẳng hạn, thì mình chỉ cần đó là cho vào cái xe, sau đó là mình kéo dọc một cái đường như thế này, một cái đường lên trên dọc theo cái chuồng như thế này. Lúc đó mình sẽ hót cái thức ăn, đổ thức ăn xuống thôi, nó rất là nhàn. Thì cái diện tích của cái máng này á, thì đó là 60cm và đường giữa đi là 80cm. Từ đáy máng lên miệng máng thì nó rơi ở tầm khoảng trên 30cm, từ 30 đến 35cm. Và từ cái lền chuồng lên đáy máng đó là khoảng 30cm. Ở chiều cao của từ cái miệng máng lên cái thành này thì nó rơi vào tầm khoảng 55 đến 60cm, rất là hợp lý. Và tiếp theo thì nhà anh thì làm cái ngăn cũng rất là rộng, cái ngăn để trâu bò ở đó thì nó rơi tầm khoảng 1m đến 1m11, thì tùy các bác thôi. Nếu mà các bác nuôi trâu to thì các bác có thể thiết kế 1m1, còn đâu nếu mà các bác nuôi trâu bình thường hay bò bình thường thì rơi tầm khoảng 1m là ok rồi, không cần phải rộng quá đâu. Chiều rộng của cái chuồng này á, thì từ miệng máng đến đằng sau tường kia là rơi tầm khoảng trên 3m, như nhà anh thì đang thiết kế 3m2. Và cái mái này á, thì chia sẻ với bác là bây giờ anh ấy thiết kế đó là 6m, và cái hiên á, thì nó rơi tầm khoảng 4m rưỡi các bạn. Thì chuồng nó rất là thông thoáng, nó không bí, bởi vì ở đây nó là đất Hà Nội, vì vậy là đất chật người đông. Và tôi muốn chia sẻ với bác một cái nữa, cái ống để làm cái khung chuồng này á, thì chia sẻ với bác là mình chỉ cần làm ống 48 thôi. Thì anh đây thì anh cũng chỉ làm ống 48 thôi các bạn. Cái ống ngăn cách giữa ô này ô kia thì anh chỉ làm cái ống 34 thôi, cũng không cần phải to quá đâu các bác. Và chia sẻ với bác một cái nữa, đó là cái ống nhựa mà mình cho cái khung sắt mình lồng vào ống nhựa này này, thì các bác làm cao lên rơi tầm khoảng 35cm nha các bác, 30 đến 35cm càng tốt. Và cái thanh này này thì các bác lưng lên, như hôm nọ tôi chia sẻ đó, thì các bác lưng lên rơi tầm khoảng 35cm đến như này, chứ đừng làm thấp như này quá, đến như tức là làm cao như thế này á, thì tránh cái hiện tượng đó là con trâu khi nó nằm á, nó ăn nó ngủ và nó giật mình cái là nó đứng dậy luôn á, thì có thể là gây kẹp chân và gãy chân đó các bác. Thế vì vậy là các bác cố gắng làm cao lên rơi tầm khoảng 30 đến 35cm nhiều bác đó. Thì làm nó cũng rất là đơn giản thôi đối với cái chuồng trâu như thế này, nhưng mà đối với chuồng làm như thế này á, thì cũng tốn khá là nhiều tiền các bác. Bởi vì một cái khung như thế này anh, đối với nhà anh làm đầu tư mất khoảng 7 triệu một khung đó các bác, chứ không phải là ít đâu, không phải ít tiền đâu. Đây các bác có thể thấy mấy con trâu rất là béo ở đây các bác. Này anh mới vỗ được khoảng hơn 3 tháng tí thôi. Đây hai con bò rất là to. Đó, cách thiết kế chuồng nó chỉ đơn giản như vậy thôi bác. Cái chương trình dinh dưỡng anh đánh cho trâu bò này như thế nào? Một ngày thì bao nhiêu cân cỏ, bao nhiêu cân bã bia, bao nhiêu cân mía, bao nhiêu cân cám?
Cám thì bình quân mỗi con một ngày là 3 cân. Mỗi con một ngày 3 cân? 3 cân 3 bìa. À, 5 cân 3 bìa. Ừ. Mỗi con 5 cân mía. Cùng với cỏ trộn lẫn đều vào thôi. Thế rồi. Ngày ăn 2 bữa. Ngày ăn 2 bữa. Sáng tối. Mỗi một bữa là 1 cân rưỡi cám. Một bữa là 1 cân rưỡi cám này. Với 4 đến 5 cân 3 bìa. Ờ. Mỗi một con một ngày nó ăn vào 3 cân cám, 10 cân 3 bìa một ngày chia thành 2 bữa sáng và tối. À. Cỏ mía như nhau trộn lẫn lộn. À. 5 đến 7 cân. Thế rồi. Thế rồi. À. Thế nó có thiếu không? Mình cho ăn thế là nó đủ rồi đấy. Thiếu cho. Nhưng mà dạo này chắc là ít 3 bìa anh cho ăn ít thôi đúng không? 3 bìa đợt này là hiếm. Hiếm đúng không? Mai ít người sản xuất. Ít chỗ sản xuất. Thì em thấy một số chỗ cái chương trình dinh dưỡng thì đối với con trâu như thế này có thể ăn rơi tầm khoảng 15 cân 3 bia luôn. Đấy là thời gian đầu. Đấy. Mình thời gian cuối để vỗ. Đấy, đúng rồi. Thì nó sẽ lên nhanh hơn rất là nhiều ấy. Nếu cho ăn đủ như thế thì là nó thể sao đến gần tháng sau. Dạ. Tức là cái tháng cuối đây đúng không? Tháng cuối là bây giờ như em thấy một số trại là họ đánh rất là nhanh. Rơi vào tầm khoảng nếu mà giả sử 2 tháng đầu mình chỉ cho ăn chương trình dưỡng thế thôi, nhưng mà giai đoạn sau em thấy là đến 15 cân 3 bia, thậm chí 20 cân 3 bia một ngày luôn. Nó tùy thuộc theo từng con một thì còn nào đó. Đúng rồi. Thậm chí là bây giờ là rơi vào tầm khoảng họ cho đánh rơi vào tầm khoảng 5 đến 6 cân cám đó. Đấy giai đoạn cuối. Vâng, cộng với lại thêm cũng ít cỏ thôi. Cỏ rơi tầm khoảng 10 15 cân thôi. Nó chỉ cần những điều này. Vâng. Sau đó là tối anh cho ăn dơm không? Chắc ở đây không có dơm không? Mà. Không có dơm hả? Đây dơm như này chúng nó cho cỏ vào cái là sồn luôn. Cái này bây giờ thì có thỉnh thoảng có con nào nó không ăn không anh? Không có con nào. Tức là con nào nó không ăn à? Mà nó thường thường là như này nó thường gặp vấn đề gì không anh? Nếu bình thường thì nó chỉ có như con về nó chuyển vùng người khác về thì nó hay đi vào chung với trùng. Tôi với trùng. Mình về mình kiếm phong rồi. Mình tránh một lửa mụn nóng máu. Dạ. Còn trâu ra đi vào bình thường thì chẳng có bệnh tật. Không vấn đề gì luôn đúng không? Đây các bác có thể thấy là chăn trâu cũng rất là đơn giản thôi, không có gì khó cả. Ở đây thì chia sẻ với các bác là bây giờ hiện tại đang sử dụng cái chương trình dưỡng, đó là cỏ này, cộng với mía này, cộng với ba bia, cộng với cám. Thậm chí là có thể tận dụng thêm ba đậu nữa, nhưng mà cơ bản là ba bia với ba đậu thì mấy hôm nay nó không sản xuất, vì vậy là rất là khó lấy các bác ạ. Thường thường là những con như thế này á, về là anh sẽ vỗ trong vòng bao nhiêu mấy tháng thì anh sẽ bán? Tức là từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng này anh sẽ bán? Mình nuôi cháu đây, mình nuôi thế rồi, nuôi cháu dài. Dạ vâng, đúng rồi. Cái thời gian quay vòng vốn đối với con như con bò kia sẽ nhanh hơn so với con bò kia đúng không? Đúng rồi. Con bò này thì lòng. Như con này là chín hết rồi này, bây giờ phải xuất rồi. Và 3 tháng. Và dạ. Đây như con này là vỗ trong vòng 3 tháng đây à? 3 tháng. Hơn 3 tháng. Đầy hết này. Không đáng kể. Này nếu mà nó không dịch được con này là... Đúng rồi thì vỗ như bán hết rồi đúng không ạ? Mấy Trung Quốc thì mình lấy một tháng này thì xem nữa. Đấy, rất là nhàn đúng không? Không phải bê từng nó không như là một số trại khác là họ thiết kế phải tựa cái đường đi nó thấp hơn cái máng ấy. Đúng rồi. Lúc phải đúng rồi, lúc phải bê từng tí một. Đúng rồi. Đây là cỏ cắt ngoài đồng ấy nhá, không phải là cái loại cỏ voi gì đâu. Có trộn với thì cắt đồng của bãi. À. Còn cái hoa trắng đấy. Người ta gọi là hoa xí xi đấy. Vâng. Gạt đều. Đấy, gạt đều ra xong. Đấy, làm cái má làm cái đường đi cao hơn cái máng. Nó nhàn hơn. Đấy.
Đây là cỏ cộng với lại mía trộn lẫn với nhau. Thôi lúc nào bảo anh Cường làm cho cái máy cái băm cỏ khác là ngon lành. Anh mất rồi tầm khoảng 15 phút anh nghiền thôi là xong tất cả cái bọn này. Em thấy cái máy kia cực kỳ hiệu quả, thật sự luôn. Hôm chú nói chuyện này lên anh tham khảo máy rồi. Dạ. Hôm nay lên đấy rồi tham khảo máy. Dạ. Đây người ta rất đơn giản như này. Cái máy tất cả cái nếu mà loại lại tưởng nó hút hút vào lúc ấy cơ. Đấy. Nó cho vào nó hút hút. Nó không phải đâu là phải dí từng tí một này. Dí đi quăng một cái. Nó rất là nhanh. Cái này là xong bắt đầu mình cho ăn cám à? Xong. Ăn xong cái này là bắt đầu mình cho ăn cám. Hôm nay nó cho ăn cám sớm rồi. À cho ăn xong rồi gì? Ăn cho ăn cám xong rồi bắt đầu bây giờ mới cho ăn cỏ. À. Bởi vì nó còn trồng trên đông nữa, thành ra là nó làm nữa. Dạ vâng. Trồng trên đông còn hơn chục con. Đấy các bác có thể thấy là chăm sóc trâu nó cũng đơn giản này thôi. Khổ vất nhất lúc đi cắt cỏ anh nhỉ. Cắt cỏ với lại lúc băm cỏ thôi đúng không? Còn cái chăm sóc như thế này là chỉ cần nó là cho ăn như thế này nó rất là đơn giản, rất là nhàn đúng không ạ? Mày cứ gõ chổi thân trâu đang ăn. Nush. Đây đúng không? Đây các bác có thể thấy là sau hơn 20 ngày tôi vào review lại đây các bác. Nhìn trâu lên nhanh chưa? Đàn trâu này vào mà vào cuối năm ngoái thì thôi rồi. Đàn trâu này vào cuối năm ngoái thì đúng là tỷ phú trong tay rồi. Tiền nhiều đếm không hết. Năm ngoái đắt anh nhỉ? Quá đắt luôn. Sợ thật. Loại trâu này, bò này Tết vừa rồi thịt vào còn thì là mấy triệu, sắp xỉ 60 triệu còn. Bò này đúng thật rồi, hôm đấy là bán trung bình rơi tầm khoảng 60-65 triệu con từ thời Tết. Đúng rồi. Cứ 6 tạ rưỡi 7 tạ trở lên. Đúng rồi, anh Hải Dương lên toàn thì mua giá 11 bò hơi. Vâng, kinh khủng luôn. Năm ngoái nó trỗi cái đầu lần này dính bệnh dịch giết cái thứ này dần hoảng. Chính mọi lần dần mua chân mua rất nhiều. Lần này dần mua họ người họ đường thì mình về nóng. Thank you.
Nhìn bọn này đẹp thật đấy nhỉ. Đúng là béo, nhìn béo đẹp dã man luôn.